hàng quốc tế hên hay là xu đây. Hôm nay có hơi bị nhiều đồ đấy mọi người ơi. Mình ấn tượng nhất với cái em áo cardigan màu đỏ này. Mình chưa có món đồ nào màu đỏ cả. Chiếc này giống hình nha. Chất liệu len dệt kim dày dặn, phần cổ tròn thì trẻ trung. Đặc biệt là mấy cái cúc hoặc là mấy cái họa tiết này được thêu lên xinh xỉu ý. Có co giãn nhẹ nên mặc rất là thoải mái. 1XX thì mọi người nghĩ là mình hên hay xu. Nếu biết cái em áo này xinh như thế thì mình đã tự tin đặt màu hồng rồi mọi người ạ. Bạn này thì có 5 màu. Điểm nhấn là phần bèo hai bên cổ này nè. Trông vừa điệu vừa tiểu thư ý. Chất liệu len dệt khá là chắc chắn và cẩn thận. Một size nhưng mà có co giãn nha mọi người. Cũng lại là 1XX thôi. Tuy hai chiếc này là hàng một size nhưng mà mình mặc lên khá là thoải mái. Tới khúc này là mình nghĩ là hên này. Màu đỏ này mặc trắng da dã man. Ngoài ra mọi người có thể tự tin lựa thêm 3 màu còn lại nữa nha. Chất khá là ok đấy. Chiếc này hơi bị basic nhưng mà xinh đúng không? Có ai thắc mắc về hai cái dây của chiếc đen này không nhỉ? Mình thấy ảnh mẫu phần dây buộc phía trước nhưng mình nghĩ là mọi người nên buộc ở phía sau. Dáng này có màu hồng và trắng cũng xinh lắm. Mọi người thử xem. Ngày mai mình sẽ khui nốt em còn lại nha. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây. Như này, mình có đặt một em áo len cardigan của shop quốc tế. Số lượng bán hơn chục chiếc và đánh giá 5 sao. Nhưng lại không đánh giá nào có hình ảnh cả. Thế là kiểu mình tự tin ấy. Với cả rẻ nữa, thế là mình quyết định đặt. Và đây là chiếc áo mà mình nhận được. Để mình chỉ cho mọi người điều bất ổn ở đây. Điểm cộng là màu trắng tinh rất đẹp. Chất liệu len mềm mịn, hơi mỏng nhưng có co giãn. Thiết kế trông cũng lạ mà xinh. Thế nhưng mà thực sự là chỉ giống ảnh mẫu đến 60% thôi. Form nhỏ không có rộng như trong hình. Phần cổ cũng khác lè. Trời, tới khung này là không biết nên vui nên buồn đấy. Vì dù sao thì mặc lên cũng khá ok. Nên là mình có một bài học kinh nghiệm để đời cho các bạn này. Đa số đồ của shop quốc tế nào mà ghi là chỉ có một size thì chắc chắn sẽ nhỏ, nên sẽ chỉ hợp cho những bạn nào thích mặc vừa người hoặc form ôm thôi.